đồ rất là tiện ích cho xe hơi, và đó chính là cái bộ quân đội kích điện của Kisama. Thì đây chính là cái món đồ đó. Chúng ta tìm hiểu ngay ở cái vỏ hộp bên ngoài thì nó có ngay cái phần phản quang ở đây để dựng lên trong cái trường hợp mà cần thay lốp khẩn cấp ở trên đường đó. Bên trong thì bây giờ mở ra nhé. Đây này, đó, rất là gọn gàng. Bên trong đây là một cái quyển hướng dẫn sử dụng. Qua tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn. Găng tay này, rồi một vài cái bu lông ở đây. Quan trọng nhất đó chính là những cái thành phần này. Một cái máy khoan vít, khoan bắt vít hai chiều, tức là một vặn ra một vặn vào đây. Đó, bắt vít này, rồi bơm điện. Đây cái bơm điện 12V 150 PSI, cũng mạnh phết đấy. Và bộ phận quan trọng nhất giúp chúng ta tiết kiệm được nhiều sức nhất trong cái quá trình mà phải thay lốp xe trên đường, đó chính là cái bộ kích điện này. Thì ở đây bộ kích này có hai cái tùy chọn, một cái kê ở trên cao và một cái kê dành cho những cái xe sedan thấp như này đó, khá là phù hợp với nhiều cái loại xe khác nhau. Đặc biệt thì cái kích này là kích điện, có cái điều khiển ở đây lên xuống này đó. Và điện của nó thì lấy từ đâu ra? Mình có một cái bộ dây nối ở đây để cắm trực tiếp vào cái tẩu trên xe, kết nối vào cái đầu của kích như này, rồi bạn chặt vào nếu cần, và cắm cái này vào tẩu thuốc trên xe. Hoặc cũng có thể có một cái tùy chọn khác nữa cho cái trường hợp mà không muốn dùng cái điện trên xe như thế, chẳng may có vấn đề gì thì có thể gây nguy hại đến toàn bộ cái hệ thống điện trên xe, thì chúng ta cũng có ở đây một cái đầu kẹp, kẹp trực tiếp vào ắc quy của xe thì kết nối cũng y như vậy thôi. Đâu nhỉ? Cũng cắm cái này vào đây này. Đấy, xong lại cắm cái đầu này vào y hệt như vậy và kết nối vào cái đầu của ắc quy xe. Ngoài ra thì cũng có một vài cái đầu bơm cho xe kết nối cùng với cả cái bộ bơm điện ở đây. Đây. Đó. Chắc dùng để bơm bóng bay khi cả nhà đi dã ngoại. Rồi có hai cái kích thước để kết nối vào với cái tay khoan này. Đó thì một kích thước là dành cho xe bé, một kích thước dành cho xe to. Đó. Cái bộ đồ này thì nó có những cái thứ cơ bản như vậy. Đây cũng có thêm một cái rất là hay ho, cầu chì dự phòng này. Cầu chì dự phòng có 3 chiếc này. Rồi thậm chí có cả một cái tay quay bằng nhựa để cắm vào cái kích này trong cái trường hợp mà xe mất điện. Đây, cắm vào đây. Đó, cắm vào đây và quay thì cũng lên được luôn. Để cho anh chủ nhân may mắn của cái phần quà tặng rất là ý nghĩa này từ Trắng Auto thì quý vị và các bạn hãy comment xuống phía dưới video 3 chữ số cuối cùng của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc của ngày hôm nay, và Trắng Auto sẽ dành tặng cái món quà này đến cho quý vị và các bạn. Xin cảm ơn. Để biết thêm thông tin chi tiết thì quý vị và các bạn hãy đọc ở phần mô tả về cái cuộc thi này đến từ Trắng Auto.